thực hiện quy định về vị trí việc làm 100% cơ quan tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt vị trí việc làm. Trong đó, Sở Nội vụ đã thẩm định tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đối với 28 đề án vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính, thẩm định và phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo hạng chức danh nghề nghiệp đối với 24 đề án vị trí việc làm của 781 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn cùng với việc sắp xếp theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, các cơ quan đơn vị địa phương cũng đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động. Trong tổng số 781 đơn vị sự nghiệp công lập có một đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, 51 đơn vị đảm bảo chi thường xuyên, 177 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, 552 đơn vị nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên.